hay vài cảm biến, có cảm biến Absolute lock theo UD. Ví dụ như một trong các bốn vài này nó bị hỏng thì các bạn phải thay một cái van mới. Trong quá trình thay van để cái bộ màn hình cảm biến này nó nhận được van mới thì các bạn phải cần phải cài đặt lại ID của nó. Thì hôm nay ví dụ như mình sẽ thay van cái cảm biến Absolute lock RR, tức là cảm biến Absolute lock bên phụ và phía sau. Ví dụ như cái van cảm biến này bị hỏng thì mình sẽ sử dụng một cái van cảm biến mới và thay thế cho nó. Mình sẽ dùng cái van cảm biến của bộ cảm biến Absolute lock khác và thay thế cho bộ cảm cái van cảm biến vừa rồi bị lỗi. Mình sẽ dùng cái van cảm biến này để mình thay thế. Để thay một van mới thì các bạn vô cài đặt set ID. Bây giờ mình sẽ bấm set 5 lần. 1 2 3 4 5. Nó sẽ lên màn hình chữ on này. Thì các bạn muốn cài đặt cho van nào thì các bạn bấm mũi tên lên xuống. Thì nó sẽ có dấu gạch ngang này là nhấp nháy ở van nào đó là van đang cần cài đặt thay van. Bây giờ mình muốn thay cho cái van phụ vào phía sau. Mình bấm mũi tên này. À, sau đó các bạn bơm hơi vào. Khi nào nghe tiếng tít và nó hiển thị lên chữ on là quá trình cài đặt đã thành công. Các bạn bấm set một lần. Sau đó bấm set 5 giây. Bấm giữ 5 giây. Rồi, nó sẽ nhảy ra màn hình chính là quá trình cài đặt đã xong. Các bạn lắp những van còn lại vào và tiếp tục bơm hơi lên là tất cả các van nó sẽ hiển thị được.